xôn xao hình ảnh nữ du khách khỏa thân tắm biển Sầm Sơn. Công ty chứng khoán được bà Trương Mỹ Lan bơm vốn kẹt nghìn tỷ ở SCB. Nhân viên khách sạn bị tố tự ý vào phòng khi có khách. Quản lý nói gì? Hà Nội nói gì vụ 63 giáo viên tố bị bùng tiền hỗ trợ học thạc sĩ? Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng mãn nhãn với bản giao hưởng ánh sáng. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức mới nhất trên kênh YouTube Báo Sức Khỏe và Đời Sống. Vừa rồi là những tin chính sẽ có trong chương trình, sau đây là thông tin chi tiết. Thưa quý vị, mới đây mạng xã hội dậy sóng trước hình ảnh một nhóm du khách đang tắm biển. Đáng nói trong số những người này có một phụ nữ mặc đồ kiệm vải, còn một người khác thản nhiên không mặc áo để lộ rõ vòng một. Theo đó, nguồn đăng tải những hình ảnh đáng lên án này xuất phát từ Facebook có nickname PT. Bên cạnh nội dung phản cảm, trên dòng trạng thái, tài khoản Facebook này đã gắn địa điểm chụp ảnh ở Sầm Sơn. Chỉ trong ít giờ, bức ảnh đã thu hút được hàng trăm lượt bình luận chia sẻ của cộng đồng mạng. Hầu hết các bình luận đều lên án việc nữ du khách ăn mặc thiếu vải tắm biển nơi đông người và cho rằng đây là hành vi không thể chấp nhận. Liên quan sự việc đang gây xôn xao mạng xã hội, bà Nguyễn Thị Phương Thanh, Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã chuyển thông tin trên cho Công an thành phố Sầm Sơn tiến hành kiểm tra làm rõ. Qua xác minh ban đầu, bức ảnh nữ du khách không mặc đồ không phải chụp tại biển Sầm Sơn. Tài khoản Facebook PT cũng đã gỡ bỏ status và hình ảnh về nữ du khách. Tài khoản Facebook này cho hay bức ảnh được lấy trên mạng. Được biết, người này thường xuyên đăng tải các bài viết quảng cáo bán hải sản. Hiện công an địa phương đang liên hệ xác minh thông tin người đăng tải bức ảnh trên để xử lý theo quy định. Ngày 12 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Sơn La, sinh năm 1957 hay còn gọi là La Điên, trú tại phường Đề Thám, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo cơ quan điều tra, La Điên là đối tượng từng có tiền án tiền sự về tội trộm cắp tài sản. Doanh nhân La được nhiều người biết đến từ khi bước chân vào ngành kinh doanh vận tải hành khách. Đối tượng này đã xây dựng thương hiệu nhà xe Mạnh La. Là doanh nhân, hoạt động kinh doanh tư nhân, không đảm nhiệm chức vụ gì trong các tổ chức cơ quan nhà nước. Nhưng Nguyễn Sơn La là bị bắt và khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Điều này khiến dư luận đặt câu hỏi, La Điên đã đóng vai trò gì, làm những việc nào để bị khởi tố tội danh trên. Lý giải vấn đề, luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp Đoàn luật sư thành phố Hà Nội chia sẻ, thông tin về việc chủ nhà xe Mạnh La bị cơ quan điều tra khởi tố là thông tin khá bất ngờ. Bất ngờ hơn khi chủ nhà xe này bị khởi tố vì tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Điều đáng chú ý, tội danh này là một trong những tội danh thuộc nhóm tội phạm về tham nhũng và chức vụ, chủ thể là người có chức vụ quyền hạn. Tội danh này được quy định tại Điều 356 của Luật Hình sự năm 2015, mức hình phạt thấp nhất là 1 năm tù, cao nhất có thể lên đến 15 năm. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố bị can đối với chủ nhà xe Mạnh La về khoản 2 Điều 356 với hình phạt từ 5 đến 10 năm tù. Trong quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra có thể mở rộng, làm rõ thêm các tình tiết khác. Cơ quan điều tra có thẩm quyền cũng có thể chuyển tội danh hoặc thêm tội danh hay thay đổi khung đề nghị truy tố. Theo luật sư Cường, Mạnh La là doanh nghiệp kinh doanh nhiều lĩnh vực, trong đó chủ yếu là lĩnh vực vận tải. Cơ quan điều tra cho thấy, Nguyễn Sơn La bị khởi tố liên quan đến việc can thiệp, thao túng một số cán bộ địa phương trong vấn đề quản lý đất đai. Tội lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ nêu rõ, người nào vụ lợi vì động cơ cá nhân mà làm trái công vụ gây thiệt hại đến tài sản của nhà nước, của tổ chức cá nhân thì sẽ bị xử lý. Chủ thể trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội là người có chức vụ quyền hạn và vì động cơ vụ lợi mà làm trái công vụ gây thiệt hại thì đó là những dấu hiệu cấu thành tội phạm. Tuy nhiên, pháp luật quy định tội phạm cũng có thể có đồng phạm. Theo đó, đồng phạm là từ hai người trở lên, có cùng ý chí thực hiện tội phạm. Trong trường hợp này, chủ nhà xe Mạnh La có thể là người giúp sức cho các cán bộ địa phương thực hiện hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố thêm một số bị can khác là người có chức vụ quyền hạn. Những người này được xác định là người thực hành trong đồng phạm, nghĩa là họ là người có chức vụ quyền hạn và trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội. Còn La Điên là người giúp sức chi phối những người này.
Như đã đưa tin, ngày 13 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam hai cán bộ cấp xã, huyện ở huyện Kiến Sương, điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Vụ việc liên quan đến doanh nhân Nguyễn Sơn La. Các bị can gồm Trần Văn Thành, sinh năm 1983, trú tại tổ dân phố Quang Trung, thị trấn Kiến Sương, huyện Kiến Sương, là cán bộ công chức phòng tài nguyên và môi trường huyện Kiến Sương, và Phạm Thiên Tư, sinh năm 1961, trú thôn Phú Cấp, xã Nam Bình, huyện Kiến Sương, từng là cán bộ công chức địa chính xã Minh Quang, huyện Kiến Sương. Lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình phân tích, La Điên là đối tượng phức tạp, hoạt động kinh doanh có nhiều yếu tố xã hội. Bằng các mối quan hệ có được, La đã thao túng, chi phối một số lãnh đạo trong hệ thống chính quyền để họ trực tiếp vi phạm quy định về quản lý đất đai. Vị lãnh đạo này cho biết, La Điên là đồng phạm vụ án, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Đối tượng bị bắt khi cơ quan điều tra mở rộng vụ án trên. Đối tượng là mắt xích quan trọng trong các tình tiết phạm tội của các đồng phạm khác. Trong quá trình điều tra, nếu cơ quan công an thu thập được thêm các tình tiết mới, có thể sẽ chuyển tội danh với La Điên, hoặc có thể để nguyên tội danh dù đối tượng không phải là người có chức vụ quyền hạn trong tổ chức đơn vị nhà nước. Thưa quý vị, mới đây, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã có kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền tại SCB và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2. Theo đó, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm bị cáo buộc có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong việc phát hành trái phiếu khống. Công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt là một trong những pháp nhân liên quan tới vụ án. Được biết, công ty này bên cạnh việc kẹt ngàn tỷ ở SCB, gần đây cũng hết lãi khủng. Một trong những pháp nhân có liên quan vụ án trái phiếu nhóm bà Trương Mỹ Lan là công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt, viết tắt là TVSI. Theo kết luận điều tra, trong giai đoạn 2018-2020, TVSI có vốn 1.089 tỷ đồng. Bà Trương Mỹ Lan nắm phần lớn cổ phần thông qua 11 cá nhân và một công ty. Từ năm 2021, bà Lan tăng vốn TVSI lên 2.639 tỷ đồng. Trong 92 cổ đông, có 6 cá nhân và 4 công ty đứng tên hộ bà Lan, sở hữu 91,54% vốn công ty chứng khoán. Từ năm 2018 đến năm 2020, dưới sự chỉ đạo của ông Nguyễn Tiến Thành, nguyên chủ tịch, tổng giám đốc TVSI, công ty này đã cung cấp dịch vụ tư vấn, phát hành 25 gói trái phiếu không có tài sản đảm bảo cho 4 tổ chức phát hành đều thuộc hệ sinh thái bà Lan, gồm An Đông, Sunnyworld, Quang Thuận và Cetra. Kết luận điều tra cho thấy SCB và TVSI đã ký kết các hợp đồng hợp tác về việc ngân hàng tìm kiếm, tư vấn, giới thiệu để khách hàng ký hợp đồng mua bán trái phiếu với TVSI. Sau khi khách hàng đồng ý mua trái phiếu và ký kết hợp đồng với TVSI, dòng tiền huy động được từ hàng nghìn trái chủ như sau. Trái chủ chuyển tiền cho TVSI, TVSI chuyển tiền cho công ty trái chủ sơ cấp hoặc công ty mua lại trái phiếu từ trái chủ sơ cấp. Sau đó, các công ty chuyển tiền cho các cá nhân dưới hình thức trả tiền cho vay, mua cổ phần. Cuối cùng, các cá nhân rút tiền để sử dụng. Nhìn lại dữ liệu kinh doanh của TVSI, giai đoạn hoàng kim nhất là thời kỳ hoạt động dưới sự ảnh hưởng của bà Trương Mỹ Lan, nhưng sau đó lao dốc. Những năm 2015-2016, công ty chứng khoán này chỉ lãi ròng loanh quanh hơn 20 tỷ đồng một năm. Sang năm 2017-2018, lợi nhuận sau thuế nhỉnh hơn với lần lượt 81 tỷ đồng và 60 tỷ đồng. Nhưng từ năm 2019 đến năm 2022, TVSI đều đặn báo lãi hàng trăm tỷ đồng mỗi năm. Trong đó, đỉnh cao lợi nhuận vào năm 2021 khi đạt 587 tỷ đồng. Sau khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt thời điểm cuối năm 2022, TVSI lập tức báo lỗ sau thuế gần 400 tỷ đồng năm 2023. Tại báo cáo tài chính năm 2023, kiểm toán cũng nhấn mạnh vấn đề trái phiếu của TVSI. Theo kiểm toán, TVSI có thực hiện mua trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ từ các tổ chức phát hành và các nhà đầu tư, sau đó mua đi bán lại nhiều lần với các nhà đầu tư. Đồng thời, công ty chứng khoán này đã ký hợp đồng mua lại một số trái phiếu đã bán cho các nhà đầu tư theo một mức giá xác định vào một ngày xác định trong tương lai. Tổng mệnh giá các trái phiếu TVSI đã ký hợp đồng mua lại đến ngày cuối cùng năm 2023 trên 16.491 tỷ đồng. Trong đó, giá trị đến hạn thanh toán mà chưa thanh toán được là 16.062 tỷ đồng. Đến thời điểm phát hành báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023, tháng 3 năm 2024, kiểm toán cho biết tổng mệnh giá trái phiếu công ty đã ký hợp đồng mua lại còn trên 16.491 tỷ đồng.
Trong đó, số đã đến hạn nhưng chưa thanh toán là hơn 16.477 tỷ đồng. Đồng thời, TVSI cho biết đang thực hiện đàm phán lại với nhà đầu tư về việc hủy hợp đồng mua lại hoặc gia hạn nhưng vẫn chưa có kết quả cụ thể. Đơn vị kiểm toán độc lập cũng nhấn mạnh, từ ngày 2 tháng 11 năm 2022, TVSI có 1.609 tỷ đồng số dư tiền gửi tại SCB. Số tiền này gồm tiền gửi nhà đầu tư phục vụ giao dịch chứng khoán 879 tỷ đồng và 730 tỷ đồng tiền gửi để thực hiện nghĩa vụ thanh toán khác cho khách hàng. Đến cuối năm 2023, số dư tiền gửi này tại SCB lên 1.625 tỷ đồng. Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước bài đăng nói về một khách sạn tại thành phố Hồ Chí Minh bị khách tố nhân viên tự ý vào phòng khi có khách ở trong. Liên quan đến sự việc này, quản lý của khách sạn đã lên tiếng. Sự việc xảy ra vào lúc 11 giờ ngày 13 tháng 6, một cặp vợ chồng có thuê phòng theo giờ tại khách sạn LH thuộc EH ở đường Phạm Văn Đồng, thành phố Thủ Đức. Thấy khách sạn đang sửa chữa nên vị khách đã hỏi lễ tân có nhận khách hay không. Người lễ tân nói khách sạn chỉ sửa chữa khu massage phía sau, không ảnh hưởng đến khu vực khách sạn nên cặp đôi nhận phòng. Khoảng 11 giờ 30 phút, khi cặp vợ chồng đang ở trong phòng, bỗng có hai nhân viên mở cửa xông vào và nhìn thấy cảnh riêng tư. Vị khách nói rằng trước đó đã khóa cửa phòng, còn cửa chống trộm bị hỏng. Ngay lập tức, vị khách trả phòng và yêu cầu khách sạn giải thích. Người lễ tân nói khách sạn đang sửa chữa, chỉ có quản lý mới xem được camera. Người quản lý lúc đầu kiểm tra camera và nói không có ai, nhưng sau lại bảo đó là nhân viên buồng phòng. Theo chủ tài khoản đăng tải bài đăng trên mạng xã hội, người này không chấp nhận cách giải thích đó vì nhân viên buồng phòng phải nắm được phòng nào có khách, phòng nào không. Sau đó có nhận được lời giải thích đó là hai nhân viên của đội thi công nên lên tầng 6 để kiểm tra phòng. Người này cũng không chấp nhận cách trả lời như vậy và yêu cầu gặp quản lý giải quyết. Quản lý có xin lỗi và không tính tiền một giờ cùng một chai nước suối. Bài đăng nhận được nhiều lượt tương tác bình luận từ cư dân mạng. Nhiều tài khoản cho rằng không thể chấp nhận nếu nhân viên tự ý vào phòng của khách. Người khác lại bày tỏ các vụ bóc phốt trên mạng xã hội cần nghe ý kiến hai chiều để đảm bảo tính khách quan. Theo quản lý khách sạn LH, vụ việc không như bài đăng trên mạng xã hội. Nhân viên buồng phòng có nhầm lẫn nên đã vô ý mở cửa phòng khi có khách. Tuy nhiên, khóa trong cửa phòng vẫn còn, khách nghe tiếng động nên đã phản ứng. Nhân viên buồng phòng đã xin lỗi và tiếp tục trở lại công việc. Người quản lý chia sẻ, anh đã cúi đầu xin lỗi đàng hoàng vì để xảy ra sự cố không mong muốn. Vị khách cũng đã vui vẻ chấp nhận, nhưng không hiểu sao lại xuất hiện bài đăng tố trên mạng xã hội. Anh nghĩ rằng có những chi tiết trong bài đăng có yếu tố câu view. Anh thấy rất bất ngờ khi đọc bài đăng về vụ việc. Anh chia sẻ, nhân viên dọn phòng có hai người, khá lớn tuổi nên không may để xảy ra sự cố nhỏ. Anh cũng khẳng định hai nhân viên buồng phòng không cố tình vào phòng của khách. Hiện khách sạn vẫn hoạt động bình thường. Trong quá trình hoạt động kinh doanh, ngành dịch vụ khách sạn vẫn có xảy ra sự nhầm lẫn, không thể nào hoàn hảo tuyệt đối, nên anh mong khách thông cảm. Hiện sự việc vẫn đang được cư dân mạng hết sức quan tâm và mong sớm nhận được phản hồi từ vị khách thuê phòng. Liên quan đến sự việc 63 giáo viên tố bị bùng tiền hỗ trợ học thạc sĩ, mới đây Sở Nội vụ Hà Nội cho biết thông tin này là không chính xác. Theo Sở Nội vụ Hà Nội, từ năm 2003, Quỹ ưu đãi khuyến khích và đào tạo tài năng thành phố Hà Nội được thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục tiêu ưu đãi, khuyến khích trọng dụng nhân tài, phục vụ sự nghiệp xây dựng phát triển thủ đô. Cụ thể, đối tượng được hưởng kinh phí từ Quỹ ưu đãi của thành phố cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện tiêu chuẩn cũng như thực hiện đúng đủ quy trình thẩm định phê duyệt hồ sơ. Quyết định cử đi đào tạo sau đại học của Ủy ban Nhân dân thành phố là căn cứ pháp lý để Quỹ ưu đãi và khuyến khích đào tạo tài năng thành phố Hà Nội chi trả kinh phí hỗ trợ. Đối với 63 trường hợp là viên chức của Sở Giáo dục và Đào tạo chưa được Ủy ban Nhân dân thành phố quyết định cử đi học, do đó không thuộc đối tượng được hưởng kinh phí hỗ trợ đào tạo sau đại học từ nguồn quỹ này. Hiện nay, việc giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo được Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo rõ tại văn bản số 1230/UBND-NC ngày 25 tháng 4 năm 2024. Cụ thể, giao Quỹ ưu đãi, khuyến khích và đào tạo tài năng thành phố Hà Nội tiếp tục chi trả kinh phí hỗ trợ đào tạo sau đại học đối với cán bộ, công chức, viên chức đã được Ủy ban Nhân dân thành phố quyết định cử đi đào tạo, quyết định hỗ trợ kinh phí đào tạo sau đại học. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng đã giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan ra soát tham mưu xây dựng, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật về chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trình thành phố ban hành sau khi luật thủ đô sửa đổi có hiệu lực thi hành.
Trước đó, tập thể 63 giáo viên thuộc nhiều trường trung học phổ thông trên địa bàn Hà Nội cho biết từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2019, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã ban hành nhiều quyết định về việc cử giáo viên đi học thạc sĩ năm 2019. Sau thời gian học tập tại các trường đại học chính quy, 63 giáo viên đã hoàn thành khóa học và được cấp bằng thạc sĩ theo chuyên ngành đã trúng tuyển trước đó. Năm 2020, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã triệu tập các giáo viên tới hoàn tất hồ sơ để nhận kinh phí hỗ trợ. Tuy nhiên, sau hơn 4 năm chờ đợi, vào tháng 5 năm 2024, 63 giáo viên trên bất ngờ nhận được thông tin không được Ủy ban Nhân dân thành phố quyết định cấp kinh phí hỗ trợ đào tạo theo quy định. Do đó, nhiều giáo viên bày tỏ băn khoăn, đề nghị làm rõ. Nối tiếp chương trình sẽ là những tin tức vừa được chúng tôi cập nhật. Mời quý vị tiếp tục theo dõi. Mới đây, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa triệt xóa một ổ nhóm trộm chó lớn, qua đó bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ tang vật hơn 200kg chó. Đối tượng chủ mưu cầm đầu đường dây trộm chó này là Nguyễn Văn Đại, sinh năm 1976, chủ xóm 8, xã Công Thành, huyện Yên Thành. Hàng ngày, Đại cung cấp các công cụ như xe máy, kích điện, bì tải, băng keo, hung khí, để các đối tượng trong đường dây đi trộm chó trên địa bàn huyện Yên Thành và những huyện lân cận. Các đối tượng còn lại là Nguyễn Văn Lệ, sinh năm 1982, và Nguyễn Văn Cương, sinh năm 1986, cùng chú tại xóm 8, xã Công Thành, huyện Yên Thành. Quá trình bắt giữ, công an thu giữ tang vật gồm 15 con chó có trọng lượng 203kg, một xe mô tô, một dụng cụ trộm chó, hai kiếm, ba lồng đựng chó và nhiều vật chứng liên quan. Bước đầu, các đối tượng khai nhận thường xuyên trộm cắp chó trên địa bàn huyện Yên Thành, Đô Lương, Thanh Chương và Nam Đàn. Vụ việc đang được Công an huyện Yên Thành mở rộng điều tra làm rõ. Khoảng 2 giờ 15 phút ngày 15 tháng 6, 5 công nhân đang khoan nổ mìn và đào tiến gương tại khu vực ngã ba Lò Xuyên Vỉa cộng 70, tại phân xưởng khai thác hầm Lò 2, chi nhánh mỏ tuyển đồng Xin Quyền, Vimico, Lào Cai, bất ngờ bị đá rơi từ nóc lò xuống. Hậu quả vụ tai nạn khiến anh S.A.B., sinh năm 1995, trú tại thôn Tả Câu Liềng, xã Cốc Mì, huyện Bát Sát, và anh VTQ, sinh năm 1996, trú tại phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, bị thương nặng. Sau đó các nạn nhân được đưa đi cấp cứu, nhưng do bị thương quá nặng nên anh VTQ đã tử vong trên đường đi, còn anh SAB hiện đã được chuyển đi cấp cứu tại Hà Nội. Ngay sau khi xảy ra sự cố, các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, kịp thời chỉ đạo các lực lượng triển khai công tác cứu hộ, đưa nạn nhân bị thương đi cấp cứu và làm các thủ tục cần thiết, hỗ trợ đưa nạn nhân bị tử vong về gia đình làm thủ tục mai táng theo phong tục địa phương. Lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Ngày 15 tháng 6, Công an huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long cho biết đang xác minh điều tra vụ việc người đàn ông tử vong tại một khách sạn. Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 14 tháng 6, bà HTBN, 44 tuổi, ngụ Vĩnh Long, đến một khách sạn ở huyện Long Hồ thì phát hiện ông NHA, 46 tuổi, ngụ huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai, tử vong trên giường nên trình báo công an. Bà N cho biết ông A cùng một phụ nữ khoảng 48 tuổi cùng ngụ Đồng Nai đến Vĩnh Long từ ngày 11 tháng 6. Sau đó bà N, ông A và một người phụ nữ trên cùng một số người bạn đến nhậu tại quán ở thành phố Vĩnh Long. Sau cuộc nhậu, ông A cùng hai phụ nữ trên đến khách sạn ở thành phố Vĩnh Long thuê phòng ngủ. Sáng 12 tháng 6, cả ba người tiếp tục đi chơi thì ông A có biểu hiện mệt mỏi, nôn ói nên đến một phòng khám ở thành phố Vĩnh Long kiểm tra và tiêm thuốc. Sau đó cả ba người đến khách sạn TX ở huyện Long Hồ thuê phòng nghỉ. Sáng 13 tháng 6, hai người phụ nữ về nhà để lại ông A ở khách sạn. Tối 14 tháng 6, bà N trở lại khách sạn tìm ông A thì phát hiện ông này đã tử vong. Vừa qua, ông Lê Ngọc Tính, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Bí thư huyện Phú Hòa, Phú Yên xác nhận, người dân vừa phát hiện 3 thiếu niên tử vong trên sông Ba. Theo đó, khoảng 16 giờ 30 phút, người dân phát hiện em DTB, sinh năm 2007, trú tại thôn Cẩm Thạch, xã Hòa Định Tây, huyện Phú Hòa, tử vong tại khu vực sông Ba thuộc thôn Phú Lộc, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa. Cùng thời điểm, khu vực sông Ba thuộc thôn Phong Niên, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, người dân phát hiện 2 nạn nhân nữa. Theo người dân, 3 thiếu niên này đi tắm sông và không may gặp nạn. Hiện gia đình đã có mặt đưa các nạn nhân về nhà lo hậu sự. Tối 15 tháng 6, cuộc so tài thứ 2 trong khuôn khổ Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng DIFF 2024. Phần thi tài của đội Hoa Kỳ và Italy đã diễn ra tại thành phố Đà Nẵng với chủ đề Made of Nature Wisdom, tuyệt tác thiên nhiên. Những tràng pháo hoa rực rỡ đã bừng sáng bờ sông Hàn, giúp hàng chục nghìn du khách đắm chìm trong những cảm xúc vỡ òa.
Tại lễ hội, đội Italy mở màn đêm thi đấu với phần thi mang tên Vũ trụ rạng rỡ, bản giao hưởng ánh sáng. Là đội từng nhiều lần vô địch các mùa lễ hội DIFF, đội Italy mang kinh nghiệm và sự thấu hiểu khán giả và màn trình diễn của mình. Đội đã sử dụng các bài nhạc trẻ Việt Nam nổi tiếng trong phần nhạc nền, khiến các khán giả Việt ồ lên bất ngờ và thích thú. Màn trình diễn bắt đầu với giai điệu êm dịu như tiếng thì thầm của dòng sông. Những chùm pháo hoa được thiết kế tinh tế bắn lên trời, tạo hình chùm hoa đang nở rộ, cỏ cây xanh mướt và những đám mây trắng lung linh. Sau đó, nhịp điệu được đội Italy đẩy lên mạnh mẽ và bùng nổ như những cơn bão trong thiên nhiên hoang dã. Âm nhạc sôi động, pháo hoa tầm cao bùng nổ, tạo nên những đợt sóng ánh sáng choáng ngợp. Nếu Italy là đội cựu vương, thì đội Hoa Kỳ lại được đánh giá là một tân binh đầy tiềm năng. Màn trình diễn mang tên Nhân loại, cầu nối giữa các quốc gia của đội Hoa Kỳ đã đưa du khách đến với tour du lịch vòng quanh thế giới cùng nhiều cung bậc cảm xúc. Bắt đầu với những tia pháo hoa bắn lên từ dọc dòng sông theo nhịp violin linh động, màn trình diễn nhanh chóng chuyển sang giai điệu rock mạnh mẽ, kết hợp với những chùm pháo hoa khổng lồ rực rỡ màu sắc. Không gian bên sông Hàn bừng sáng, không khí tại khán đài liên tục được đẩy lên cao trào với từng đợt pháo hoa tầm cao trên nền nhạc EDM sôi động. Màn trình diễn kết thúc với những giai điệu jazz du dương và những tia pháo hoa nhẹ nhàng, tinh tế như những vì sao rơi xuống mặt đất. Sau mỗi màn trình diễn pháo hoa, tiếng hò reo và vỗ tay không ngớt tạo nên một bầu không khí sôi động và phấn khích. Hàng nghìn khán giả bị cuốn hút bởi những màn trình diễn pháo hoa tuyệt vời, cảm nhận được sự kỳ diệu của thiên nhiên và con người qua từng đợt pháo hoa và giai điệu. Sau đêm thi thứ hai đầy hứng khởi, các đêm tiếp theo của DIFF năm 2024 sẽ lần lượt chứng kiến cuộc tranh tài giữa Đức, Ba Lan tối 22 tháng 6 với chủ đề Made of the Inspiration, tình yêu diệu kỳ. Trung Quốc, Phần Lan tối 29 tháng 6 với chủ đề Made of Fairy Tales, thế giới thần tiên. Hai đội có phần biểu diễn tốt nhất sẽ gặp nhau tại đêm chung kết diễn ra vào ngày 13 tháng 7 với tên gọi Made of Young Generation, nhịp đập tương lai. Hứa hẹn những trải nghiệm tuyệt vời cho du khách đến Đà Nẵng mùa hè này. Ngày 15 tháng 6, chương trình Festival Biển Hội An Cảm Xúc Mùa Hè đã được khai mạc tại bãi biển Cửa Đại, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Chương trình này diễn ra trong 2 ngày 15 và 16 tháng 6 nhằm chào mừng mùa lễ hội biển tại thành phố Hội An năm 2024. Theo đó, hàng loạt hoạt động sôi nổi hấp dẫn, khuấy động mùa hè tại bãi biển được diễn ra như diễn vũ hội, đồng diễn dân vũ, âm nhạc, ẩm thực, thả diều cùng các trò chơi thể thao vui nhộn trên bãi biển. Ông Nguyễn Văn Lanh, Phó Chủ tịch thành phố Hội An chia sẻ, sự tham gia của cộng đồng địa phương là điểm nhấn của các hoạt động tại Festival Biển Hội An. Đây là sự kiện có sự kết nối giữa du khách với người dân bản địa, góp phần lan tỏa tình yêu biển đảo quê hương và tăng cường sự hiểu biết về lịch sử văn hóa địa phương. Sự kiện Mùa hè bất tận là chương trình được mong đợi của Festival Biển năm nay. Tại An Bàng, một trong những bãi biển đẹp nhất thế giới, sẽ được sắp đặt nghệ thuật để trở thành không gian sáng tạo mang hơi thở biển, với các sản phẩm trang trí lồng đèn, gỗ tái chế, cùng những câu chuyện nhân văn sâu sắc hướng tới bảo vệ môi trường và tôn vinh sự sáng tạo của nghề thủ công truyền thống địa phương. Bên cạnh đó, bãi biển An Bàng còn mang đến không gian của ẩm thực, âm nhạc và thể thao sôi động dành cho những ai yêu mến biển. Festival Biển Hội An Cảm Xúc Mùa Hè năm 2024 cũng gồm chuỗi các hoạt động nhằm hưởng ứng năm phục hồi đa dạng sinh học quốc gia 2024, phát huy sức hấp dẫn, vẻ đẹp của các bãi biển trên địa bàn thành phố và thông tin, giới thiệu về mùa du lịch biển đảo tại Hội An đến đông đảo du khách trong và ngoài nước. Sự kiện còn góp phần quảng bá, giới thiệu thế mạnh về tài nguyên du lịch biển, đảo và tập trung phát triển Hội An trở thành điểm đến du lịch xanh. Ông Lanh cho biết, với nhiều sự kiện văn hóa, du lịch được tổ chức xuyên suốt trong năm, thành phố hy vọng sẽ mang đến những chuyến trải nghiệm đầy thú vị và ý nghĩa dành cho du khách khi về với Hội An, cũng như xem đây là cơ hội để bảo tồn, phát huy các giá trị biển đảo, giữ gìn những điều tốt đẹp cho các thế hệ mai sau. Những thông tin này cũng đã khép lại chương trình phát sóng hàng ngày của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.